Miami Beach, Florida. Ngọc Anh xin kính chào các bạn đang xem kênh Your Real Estate của Ngọc Anh. Kênh Real Estate chia sẻ những kinh nghiệm về đầu tư bất động sản và kinh nghiệm làm môi giới bất động sản. Ngọc Ánh làm nghề môi giới bất động sản đã hơn 30 năm tại Mỹ. Ngọc Ánh cũng là chủ của công ty bất động sản. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một đề tài: mua nhà để cho thuê, để xây dựng tương lai. Tại sao nhiều người tại Mỹ, và cũng là chính Ngọc Ánh, có một tương lai rất vững chắc vì đã đầu tư một phần của cải mình trong bất động sản? Theo các nhà tài chính tại Mỹ, một người muốn được vững chắc trong tương lai thì phải đầu tư nhiều chỗ. Đầu tư thứ nhất là cái mua cái nhà mình ở. Đầu tư thứ hai là mua nhà để cho thuê. Đầu tư thứ ba là mua chứng khoán dài hạn. Đầu tư thứ năm là mua trữ một ít vàng, 10% cái tài sản của người giàu thì thường thường là họ mua vàng hoặc là họ mua tranh. Họ mua vàng, tại vàng lúc nào cũng có một cái giá trị. Không mua cất đó để có lúc như họ sợ là cái gì có thế chiến rồi cái đồng tiền giấy nó không giá trị nữa thì là sử dụng đồng tiền vàng. Ngọc Bánh hướng dẫn các bạn mua nhà trong nhiều cái clip sắp tới. Hôm nay mình nói sơ qua một cái thứ hai, chữ thứ hai là đầu tư bằng cách mua nhà để cho thuê. Nhà không bao giờ bị mất trắng hết. Nếu biết cho mướn, biết chăm sóc nó thì nó sẽ là một của cải lâu dài. Của cải mình thấy được một sản phẩm mà mình làm chủ, mình tự mình điều khiển, tiền mình thâu về, tiền chi phí, tiền thuế thì được trừ thuế. Lúc nào cũng có người cần phải thuê nhà. Nếu giá mình cho mướn phải chăng thì mình lúc nào cũng thường là cũng có người thuê nhà. Mình chịu khó chăm sóc, sơn sửa nhà thì cái nhà nó vẫn bền lâu. Thường thường là một cái nhà làm chủ trong thời gian 10 năm trong những cái vùng tốt, gần trường đại học, gần biển, gần sông thì thường thường khoảng 10 năm nó lên gấp đôi, ít nhất là cũng lên gấp rưỡi, tức là cái tiền mình bỏ ra mua không bị mất. Ngân hàng sẵn sàng cho mượn tiền để mua nhà cho thuê nếu mình có tín dụng tốt, good credit. Thường thường mua nhà để cho thuê thì phải trả cỡ chừng 30%. Nhà để mua mình ở thì có thể là 10%, 5%. Nhưng mà nhà cho thuê thì ngân hàng nó muốn là 30%. Rồi họ sẽ tính sổ coi là cái tiền mà mình mua thâu nhà, thâu vô đó, mỗi tháng nó có đủ để trả tiền mortgage, để trả tiền thuế nhà, property taxes, để trả tiền chi phí bảo trì nhà. Nếu mà trong chương trình đó mà đủ tạo những đủ điều kiện đó thì họ sẽ cho mượn tiền. Ở Mỹ thì nó có nhiều luật giúp cho người buôn bán nhà cửa. Một trong những luật buôn bán nhà cửa hay nhất là luật 10/31 của thế dụ.
Luật 31 là gì? Luật 31 tức là nếu mình mua một căn nhà để cho thuê, rồi mình 100.000 ví dụ, mình bán ra được 150.000, thì bình thường là phải đóng thuế trên cái 50.000 tiền lợi tức, đóng thuế 15%. Bây giờ nếu bạn không muốn đóng thuế, bạn đi ra mua một cái nhà 160.000, tức là cái giá phải hơn cái giá mà mình mới bán, thì sở thuế không bắt bạn bây giờ đóng thuế. Thì nếu mà bạn mua cái nhà, bạn lấy cái, bạn lấy tiền lời trong 50.000 đó, rồi lấy luôn cái tiền mà trước bạn đóng thuế 30, bạn góp cho 30.000 để mua cái nhà đó, trả ngân hàng chỉ có 70.000 đô la thôi, tụi mượn 70.000 đô la để mình mua cái nhà 100.000, và tổng cộng thì bạn có trong tay á, bạn cho bà bán là 160 đi, thì bạn có trong tay của bạn là 90.000. 90.000 đó bạn có thể đi mua một dãy phố, mình nói ví dụ 300.000, 300.000 bạn bỏ vô 90.000 thì nhà bán sẽ cho bà mượn cái số còn lại, mượn như 300.000 thì bạn không bị đóng thuế cái gì hết. Rồi khi cái nhà đó bà bán, bạn mua 300.000, nó lên tới 400.000, bạn bán đi 400.000, bạn lấy 400.000 đó bạn đi mua một cái nhà, một dãy phố 1 triệu, thì bạn cũng không có bị đóng thuế. Tức là nếu mà mình mua nhà lên giá, mình bán rồi mình mua cái nhà nhiều tiền hơn thì không bị đóng thuế, mình lấy cái tiền tích lũy nó làm cho mình cái gia sản mình to hơn. Cái đó là rất là hay bạn. Khi nào mà mình cuối cùng á, nếu mình bán đi cái 1 triệu đô thì họ sẽ tính toán mình tiền lời tiền kia mình đóng thuế, tới lúc đó mình mới đóng thuế, mà mình đóng thuế là 15% cái lợi tức. Còn nếu mình tiếp tục mình để cho con của mình, để cho thân nhân mình thì nó không đóng thuế, thì nó cứ tiếp tục nó mở rộng ra, từ từ là mình sẽ thành chủ bất động sản nhiều lắm. Đó, mua nhà đầu tư rất là có lợi. Giờ nếu mình nói bây giờ bạn vậy, tôi không có muốn mua nhiều quá, tôi không thích mà săn sóc nhà nhiều lắm, giờ tôi mua 3 căn nhà thôi. Bạn mua 3 căn nhà rồi bạn cứ tiếp tục cho mướn không bán, từ từ cái nhà 100.000 của bạn, 3 căn nhà mỗi căn 100.000, bạn đó tính 20 năm là nó thành cũng gần 300.000. Bạn thấy mà tiền thì đã trả hết rồi, tiền thuế đã hết rồi, giờ mình chỉ thâu vô thôi. Bắt đầu tới năm thứ 15 là mình đã hết rồi, mình mượn 30 năm nhưng mà mình trả sớm, mỗi tháng trả góp thêm 50 đô, 100 đô thì mình sẽ trả sớm, còn thì từ tới 15 năm là mình hết nợ. Thì cái đó, cái nhà đó giờ bây giờ mình lớn tuổi, mình giờ mình giờ tới mình năm giờ mình 65 tuổi mình về hưu. Tiền hưu thì cao nhất đó, ở Mỹ bây giờ năm nay là 2700 mấy đó, mình tính 2800 cho nó gọn. Thì đâu có đủ hả bạn? Đâu có đủ thiếu đâu, vợ mình được 50% cái lương, cái hưu thì là hai vợ chồng đó, mà có 3500 sống đâu có đủ, phải vậy, còn tại cái nhà mình ở là mình còn phải trả thuế, trả điện nước rồi thì cũng sống không có đủ. Nhưng mà mình có 3 căn nhà, mỗi một căn tỷ giá rồi 300.000, thì muốn cần tiền để mua xe hơi, đi xe cho đẹp thì kia, thì mình hay là đi du lịch, thì mình bán một căn lấy 300.000 bỏ túi, muốn xài gì xài. Rồi còn hai cái căn kia thì nó từ nó mỗi ngày nó mỗi mình lấy tiền thâu vô, đó là mình sống như vậy. Bây giờ mình về hưu mình sống như vậy. Thành ra bạn nên bắt đầu đầu tư bất động sản càng sớm càng tốt trên con đường sự nghiệp của bạn. Người Mỹ nhiều ai cũng vậy, chỉ một số người không làm cái đó thì sau này có hơi rắc rối. Khi mình có nhà cho mướn, có tiền ra tiền vô, mình có ba đau bệnh cũng tiền nó cũng vô, mình không sợ ai đuổi việc tại mình là chủ của bất động sản mà, thấy không? Nếu bạn có 5 căn mỗi căn 1500 thì bạn vô đủ tiền dư sức để mà sống rồi. Thành ra muốn làm tự do tài chính hay là nên làm chủ nhiều bất động sản. Có người ta 10 căn nhà mỗi căn được 1500 là họ tháng 15.000 là họ
trừ vô này kia rồi. Khi khó khăn nhất bước đầu là mình phải chăm sóc nhà, mình phải ráng để dành tiền để mà mình trả cái mortgage cho hết. Cái gì mình tự sửa, điện nước gì mình cũng tự sửa, thay ống nước mình tự sửa ha, ông xã mình ông nó làm hết. Để mà mướn người ta thì mắc tiền lắm. Cho nên là ở Mỹ thì nên mua nhà cho thuê để làm chủ. Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ và luôn luôn thành công trong đường sự nghiệp. Mình gặp sẽ bạn cái clip sau.